mà chỉ có 22 phút mà con ơi. Ba giải thích nhanh cho bà Tâm kìa. Giờ này cũng sắp đến giờ tiễn đưa nhục thân của cụ ông đặt thân xác là cha ông của gia đình về đến cuối cùng. Trong gia đình mình thân bằng bằng quý thuộc cũng như cha gia chủ cô thảo cháu hiền tối tối sao biết hoài nhỉ. Thank you.
đều vì nhân tập kết lên tiền để kêu tôn đức nhận bái quan A Di Đà Phật. Ba mẫu tổ A Di Đà
Từ từ cha, từ từ cha. Ủa ơi, chà kè chà cái bên kìa, bên rồi lấy sai vô, lấy sai vô. Oh, yeah.
Thank you.
Trong gia đình, ông là một người cha mẫu mực, hy sinh cả đời vì con, vì cháu, hết yêu dưỡng yêu cháu mẹ cha. Nhưng buồn thay, nay ông đã trở thành quý tiên, đến quá ra người thân cổ. Mọi chi tiêu mong mỏi, không lần sáng tiền lại được bán bỏ người quá cố. Bởi ế, nhân sinh nhất thiết, thế gian đời người đến nổi, nay đôi nhà âm dương, hay tên bị tiệt. Một nhà tan khóc mất còn, cảm mến chiếc phụ nay trước cảnh hương cầm như hương khói, hỏi người có tuổi chúng tôi vô cùng cảm động. Trước cảnh tôn mắt từng tròn đến đây thắp thiên nhà khán giả. Thank you.
Tên gái của đi đá mà bà Xu cho anh hấp hối nữa. Bà bỏ bà điện về bà nói về gửi lời chia buồn. Hả? Bà Chính Hạnh á. Dạ. Tính về đi đá nhưng mà bà Xu ở trển cũng hấp hối nữa. Rồi bà nói hồi điện gửi lời chia buồn. Chụp lấy cái cao phó này rồi. Hết đi hết cái đĩa luôn rồi chúng ta đi. Còn có 5 phút mấy là mở đâu. Còn hai cái Thank you.
mày nè. Treo lên tới ha, treo lên. Oh,
thương đang cầu nguyện mong đường còn đó chẳng đến đâu cũng chẳng cổ trí cùng cầu bất thế đồng tình quỷ thân về nam thiên tâm ngũ quốc cao thiên vui đẹp thương già xa lìa nạn khổ cực tâm môn lâm phật tử tâm cần giờ này cũng tới giờ tịnh độ tụng kinh, vậy mời mấy anh em nhập tông đánh dùm ba hộp tống để cùng với thầy tụng kinh cho nam mô a di đà phật.
quần đẹp quần mập hở mà có bỏ lại không đem đi á, tay đem quần mà đem tay hả, biết không? Không, quần đó được rồi, giờ qua nhớ là điện thoại cho tư trai nha. Thank you.
Hả? Đang trên đường đi hả? À không, giờ giờ à, vậy thầy điện gọi, thầy điện hỏi thầy trưởng ha. À, lý cho không lấy dụng hả? Hello. Hello. Hả? À, nghe nghe không rõ. Hello, giờ nói chuyện với anh nghe. Nói chuyện nghe. Chạy, chạy, chạy.